Trò chơi gấp thú nổi lên như con sốt trong giới trẻ. Trong mấy gấp thú đặt đầy những chai nước hoa nhỏ và còn có kem dưỡng da tay, bao bì đều là sản phẩm nổi tiếng. Các sản phẩm này đều không có tem dán chú thích bằng chữ tiếng Trung phồn thể. Theo ông Lâm Hoàng Quân, Tổ trưởng Tổ Mỹ phẩm Dược phẩm Sở An toàn Dược phẩm và Thực phẩm Đài Trung, kiểm tra thấy có 12 sản phẩm không học quy cách trưng bày mỹ phẩm vi phạm tem dán hướng dẫn không hợp tiêu chuẩn. Đằng sau chai kem dưỡng da tay là chữ dạng thể, sau chai nước hoa là toàn chữ tiếng Anh. Theo ông Nam Hoàng Quân, cách chọn mỹ phẩm đơn giản nhất là xem có tem dán hướng dẫn bằng tiếng Trung hay không. Theo điều tra của phòng quản lý an toàn dược phẩm và thực phẩm, thì tình hình này không chỉ có ở khu thương mại trung học số 1. tại khu thương mại Y Minh ở gần đó cũng vậy. Phát hiện có năm cửa hàng vi phạm, một khi phát hiện có cửa hàng trưng bày những sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc sẽ yêu cầu không được phép tiếp tục trưng bày. Người dân cho biết nếu phát hiện không phải hàng chính hãng sẽ không gấp vì những sản phẩm đó có hại cho sức khỏe. Phí phòng an toàn thuốc và thực phẩm là căn cứ theo quy định quản lý vệ sinh mỹ phẩm và mức tối cao nhất là 100.000 đại tệ đối với các cửa hàng nêu trên. Ngoài ra, sản phẩm trưng bày trong máy đã được mang về xét nghiệm để xác nhận thành phần trong mỹ phẩm có hợp lệ không, xem là hàng thật hay hàng giả mượn danh trá hình bằng logo hàng hiệu.